Vẫn còn, Libero đang đi thoan đã chơi tốt trong pha bóng vừa rồi. Phản xạ của Linh Chi là rất tốt, tuy nhiên sau đó thì đồng đội của cô cũng đã không thể cứu được pha bóng. Có thể nói là rất khó đối với thông tin Liên Việt Postbank.